Chào mừng các bạn đến với khóa học chuyên gia triển khai bản vẽ kỹ thuật cùng Revit. Như các bạn biết rằng, kỹ năng triển khai là một kỹ năng vô cùng quan trọng của bất cứ người kiến trúc sư hay là kỹ sư nào. Và Revit hiện nay thì đang được biết đến như là một phần mềm triển khai bản vẽ kỹ thuật tốt nhất hiện nay, đúng không ạ? Nắm được mong muốn sở hữu thành thạo kỹ năng triển khai bản vẽ kỹ thuật với Revit, mình đã dành trọn tâm huyết trong vòng 2 tháng vừa qua để có thể tạo ra được khóa học hướng dẫn cực kỳ chi tiết và dễ hiểu để gửi tới các bạn. Nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung của khóa học này nhé. Giới thiệu một chút về mình tên đầy đủ là Phạm Sĩ Hùng. Mình đã có khoảng 3 năm làm việc trong lĩnh vực đào tạo Revit offline và online. Điểm mạnh của mình là ứng dụng Revit vào các cái nhiệm vụ và phục vụ giai đoạn thiết kế concept. Đặc biệt, mình đang theo đuổi cái mảng công trình xanh và sử dụng công nghệ BIM cho thiết kế công trình xây dựng. Hiện nay mình đang là kiến trúc sư, trưởng nhóm Revit và là tư vấn BIM cho một công ty đa quốc gia tại Hà Nội. Các thông tin khác liên quan đến khả năng và lý lịch của mình các bạn có thể thấy trên màn hình. Các bạn cũng thể thấy các cái thông tin liên lạc và đừng ngại liên hệ với mình khi bạn có mong muốn về hợp tác hoặc cần giúp đỡ nha các bạn. Chưa ạ? Ok, thì về nội dung của khóa học nào? Khóa học chúng ta sẽ có khoảng 11 chương. Với chương 1 là nó sẽ là giới thiệu về khóa học. Chúng ta sẽ có khoảng 2 video. Với video số 1 là giới thiệu khóa học, video số 2 mình sẽ nói đến cái tổng quan và các cái hiểu biết liên quan đến việc sản xuất bản vẽ kỹ thuật với phần mềm Revit và công nghệ BIM. Sang chương 2, chúng ta sẽ có 13 video hướng dẫn các bạn tạo view bản vẽ cho dự án. Một bộ hồ sơ bản vẽ thì cần các view, như là các view mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng, chi tiết, các bản vẽ phối cảnh, các bản vẽ phối mặt cắt, các bản vẽ bóc tách và rất nhiều các bản vẽ khác nhau. Revit cực kỳ nổi tiếng bởi khả năng có thể tạo ra được rất nhiều dạng bản vẽ khác nhau phục vụ các bạn làm bộ kỹ thuật. Và trong cái chuỗi video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm điều đấy. Và đặc biệt, trong chương 2 chúng ta sẽ có hai video cuối nói về quản lý Project Browser, là một công cụ giúp các bạn quản lý cái sheet set và view list. Nó giống gần như là quản lý các sheet set trong CAD ấy. Thì đây là một trong những cái kiến thức rất là quan trọng và các bạn hãy tập trung các bạn nhé. Và bạn thấy đây là những sản phẩm chúng ta đạt được, các bản vẽ với những hình thức khác nhau. Các bản vẽ về bóc tách, các bản vẽ trích chi tiết, các bản vẽ mặt cắt và cái quản lý view sheet của chúng ta, view list của chúng ta. Được chưa? Chương thứ 3 là một chương vô cùng quan trọng với các bạn trong khóa học này. Nó có 14 video giúp các bạn có thể tùy chỉnh hiển thị đối tượng và view của dự án. Ở chương này các bạn sẽ học một loạt các kiến thức từ dễ đến khó, đặc biệt là những kiến thức nâng cao như là hiển thị bản vẽ bằng công cụ View Template hay là các tùy chỉnh liên quan đến Object Style và Override Graphics. Ở đây thì mình cũng sẽ giới thiệu đến các bạn bộ video về công cụ V-Rain, một công cụ rất đặc biệt của phần mềm Revit, cũng như giúp các bạn có thể thiết lập được các cái thuộc tính của đường nét trong các view bản vẽ, là thuộc tính liên quan đến loại nét, độ dày của nét và màu sắc của nét. Các bạn có thể thấy đây là những cái nội dung liên quan đến bài học của chúng ta, là chúng ta được thiết lập về VG, Object Style, Light Style, Light Weight hay là về View Range. Đấy, thì đây là một, như mình nói, là một trong những kiến thức rất rất quan trọng của các bạn để các bạn có thể trở thành một người sử dụng Revit chuyên nghiệp cũng như là một người triển khai bản vẽ kỹ thuật chuyên nghiệp. Sang đến chương thứ 4 là chương dễ hơn rất là nhiều. Là chương này chúng ta sẽ tạo ra những cái BIM, tức là các đường đo kích thước của bản vẽ, giúp các bạn có thể tạo ra được những cái đường BIM đẹp mắt và phù hợp với tiêu chuẩn của các bạn. Sang chương 5 thì các bạn sẽ được học sử dụng các công cụ 2D như là Detail Line, Fill Region, Masking Region, Detail Item hay các công cụ như Detail Group, Detail Component để các bạn có thể tạo ra được những chi tiết bổ sung cho bản vẽ kỹ thuật của chúng ta. Nó gần giống như là công cụ liên quan trong CAD ấy, tức là chúng ta sẽ dùng Line, dùng Hatch, dùng các cái công cụ để chúng ta bổ sung vào cái bản vẽ. Bởi vì các bạn hiểu rằng mô hình Revit của chúng ta đôi khi nó không chứa đầy đủ thông tin, bởi vì chúng ta sẽ không thể dựng được chi tiết hay là chúng ta không cần phải dựng được chi tiết. Do vậy, đây là những công cụ rất quan trọng với những người sử dụng Revit để bộ kỹ thuật. Do vậy, các bạn hãy tập trung trong những bài học này nhé. Sang chương 6 là chúng ta sẽ cực kỳ dễ, đó là sử dụng text. Tất cả các bản vẽ kỹ thuật đều có text đúng không ạ? Và làm sao để có thể tạo ra text đẹp nhất, phù hợp với tiêu chuẩn của công ty, tiêu chuẩn của Việt Nam thì trong bài học này chúng ta sẽ được nhắc đến. Chương 7 là một cái kiến thức cực kỳ thú vị và đặc biệt của Revit, và chỉ có Revit mà thôi. Nếu như các chương trước thì các bạn chủ yếu làm việc với 2D, thì cái chương 7 này tác là một cái công cụ liên quan trực tiếp đến mô hình của các bạn, tức là nó sẽ liên quan đến mô hình 3D. Nó sẽ giúp các bạn tạo ra những cái tác
nguyên tắc cửa đi, cửa sổ, các phòng và đánh bậc thang. Các bạn cũng được học về hiểu hơn về tag, cách tùy chỉnh family tag để làm sao có một cái bản vẽ kỹ thuật đầy đủ thông tin và theo sát cái mô hình 3D của chúng ta. Lưu ý, đây là một kiến thức cũng rất là quan trọng. Sang chương 8 thì các bạn sẽ được tạo ra các bảng thống kê như là thống kê cửa đi, cửa sổ, các thống kê liên quan đến bản vẽ. Thống kê là một trong những tính năng đặc biệt và cực kỳ được các cái bạn sử dụng Revit ưa thích sử dụng, và đây là một trong những thế mạnh của Revit hay là của BIM. Như vậy, cái nội dung trong bảng cái phần học thống kê này các bạn hãy cố gắng học và tập trung các bạn nhé. Ở chương 9 chúng ta sẽ đi sâu vào thực hành, mình sẽ giới thiệu đến các bạn những cái bài học hướng dẫn các bước để có thể tạo ra được các bản vẽ kỹ thuật mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt hay là bổ kỹ thuật cho thang và vệ sinh. Ở chương 10 chúng ta sẽ cùng học đến các bước cuối cùng, tức là bước dàn trang in ấn dự án. Chúng ta sẽ cùng học cách tạo ra những bảng khung tên từ cơ bản đến nâng cao. Chúng ta sẽ được học cách đưa các bản vẽ vào và được học cách làm sao để trích xuất in ấn dự án đến các định dạng như là PDF, hình ảnh và AutoCAD. Khi các bạn đăng ký khóa học này thì mình cam kết rất nhiều lợi ích mà các bạn có thể đạt được. Đầu tiên là về khóa học thì các bạn sẽ được học không chỉ công cụ mà còn chia sẻ các cái tư duy kinh nghiệm làm việc để giúp các bạn sử dụng Revit nhanh hơn, hiệu quả hơn, giúp các bạn có thể ngay sau khóa học sử dụng Revit cho công việc bổ các bản vẽ kỹ thuật của các bạn. Ngoài ra trong quá trình học thì mình sẽ luôn hỗ trợ tư vấn cho các bạn cả trong và sau khóa học, cả trong học tập lẫn trong các dự án thực tế của các bạn. Chúng ta sẽ cùng giao lưu hỏi đáp qua các công cụ như Skype, Facebook và TeamView. Các bạn cũng được sẽ join vào cái group Facebook cộng đồng học viên và đồng nghiệp của mình để trong đấy chúng ta có thể hỗ trợ cùng nhau học tập, và đặc biệt là đấy các bạn có thể tìm kiếm những cái mối quan hệ, những cái cơ hội phát triển nghề nghiệp như là tìm kiếm những cái dự án mà các bạn có thể tham gia. Và đặc biệt khi các bạn tham gia khóa học này thì các bạn sẽ được tham gia rất miễn phí rất nhiều khóa học và các cái talk show của mình liên quan đến việc ứng dụng BIM Revit cho dự án, như là các topic liên quan đến ứng dụng Revit cho thiết kế nội thất, ứng dụng Revit cho thiết kế công trình lớn hay là ứng dụng Revit cho công trình xanh, vân vân, được chưa ạ? Và tất nhiên rồi, các bạn sẽ được mình hỗ trợ cài đặt phần mềm bản quyền và đặc biệt là tặng các bạn bộ thư viện Revit lên đến 17GB dung lượng, giúp các bạn có thể thoải mái sử dụng cho các dự án của chúng ta. Và cuối cùng thì các bạn có thể được tặng các cái voucher siêu giảm giá của các khóa học khác và mình đang được bán trên các cái website. Khi các bạn đăng ký khóa học này, các bạn chắc hẳn sẽ rất là phân vân vì có xứng đáng bỏ vài trăm nghìn để mua khóa học này hay không. Và nhiều bạn sẽ hỏi giá trị của khóa học nó sẽ nằm ở đâu. Với một số bạn nghĩ rằng cái khóa học này với các bạn chỉ là cái bộ video. Đúng nhưng mà không đúng. Không ở đây, bởi vì cái giá trị thực sự của bộ video này chính là cái sự hỗ trợ, sự giúp sức tận mình, tự tận tâm của mình trong quá trình các bạn hoàn thiện các kỹ năng và nghề nghiệp. Khi các bạn mua khóa học này, mình cam kết sẽ hỗ trợ các bạn trả lời các bạn bất cứ cái thời gian nào, bất cứ câu hỏi nào và giúp các bạn có thể sử dụng Revit một cách thuần thục, sử dụng Revit cho học tập cũng như là cho các dự án thực tế. Nếu như trước đây các bạn phải tự mò mẫm lên YouTube, các bạn phải từ lên các cái diễn đàn để đặt các câu hỏi và chờ người ta trả lời, thì bây giờ chỉ với mấy trăm nghìn các bạn đăng ký khóa học này, ngoài video, ngoài kiến thức, các bạn còn sẽ nhận được những cái hỗ trợ đấy của mình. Đặc biệt khác, các bạn sẽ có những cái cơ hội được hợp tác trong công việc, trong dự án từ mình và cũng như từ những người các bạn khác trong khóa học. Tức các bạn sẽ được tham gia vào các group, ở đấy chúng ta sẽ cùng tìm kiếm các cơ hội để phát triển nghề nghiệp. Các bạn phải hiểu rằng các bạn chỉ cho đi một số tiền rất rất nhỏ nhưng các bạn nhận lại được một kiến thức và cơ hội vô cùng lớn. Còn với cái mình thì khóa học nó nằm ở cái gì, giá trị nó nằm ở đâu? Nhiều bạn sẽ nghĩ rằng đó là số tiền bán video này. Đúng nhưng chưa đủ. Với mình, cái khóa học này nó giúp cho mình có là một cái thương hiệu và một cái nhóm các bạn trẻ yêu Revit có tâm và cùng nhau phát triển cộng đồng Revit Việt Nam. Trong nhóm đấy thì mình sẽ thoải mái chia sẻ những cái gì mình biết với các bạn, với những người thực sự xứng đáng. Ở trong đấy chúng ta sẽ cùng giúp nhau để làm sao phát triển được cái nghề nghiệp, được cái sự nghiệp của chúng ta. Nếu các bạn vẫn còn phân vân khi nghĩ đến việc bỏ tiền mua khóa học này, lỡ nó không đúng như mình nói thì sao,
thì mình cam kết các bạn, nếu những cái giá trị mà mình mang đến các bạn nó không đúng như mình nói, thì mình sẽ gửi trả lại các bạn số tiền cũng như là lời xin lỗi chân thành từ mình. Nhưng bạn tin mình đi, với kinh nghiệm 3 năm đào tạo rồi, mình chưa từng gặp một trường hợp nào mà các bạn phản hồi rằng những cái điều mình nói là không đúng, là sai. Các bạn hãy tin mình đi, hãy bắt đầu mọi thứ bằng một niềm tin các bạn nhé. Hãy liên hệ với mình nếu các bạn cần sự hỗ trợ, cho dù các bạn có phải là học viên, hay chỉ là một người bạn, hay chỉ là một người quen trên Facebook. Mình sẽ luôn luôn mở lòng để chia sẻ đến các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong khóa học nhé. Rất vui được hợp tác cùng các bạn.